Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023, nhằm chủ động hơn nữa công tác tiêu thụ vải thiều, các đơn vị chức năng đã xây dựng và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vải thiều, đặc trưng thông qua các kênh phương tiện thông tin đại chúng, kênh thông tin chuyên ngành, hệ thống tổ chức ngành dọc, các hội chợ triển lãm ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thống kê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có gần 3.000 hecta vải, trong đó 1.700 hecta vải sớm. Chất lượng vải thiều không ngừng được nâng cao. Toàn huyện có khoảng 500 hecta vải đã được công nhận đạt tiêu chuẩn GAP, trong đó có 400 hecta Việt GAP và 50 hecta Global GAP, còn hiệu lực và dự kiến tiếp tục sẽ có 200 hecta chứng nhận đạt chuẩn GAP. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho cây vải sinh trưởng nên tỷ lệ vải ra hoa và đậu quả cao, đạt trên 95% với sản lượng ước đạt khoảng 40.000 tấn. Nhằm chủ động hơn trong công tác tiêu thụ vải niên vụ 2023, từ nay đến khi thu hoạch, địa phương tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc, phân công cán bộ chuyên môn, giám sát vùng sản xuất, giám sát việc ghi nhận nhật ký vườn cây. Đối với cả cái vùng trồng vải mà Việt GAP, Global GAP thì tỉnh Hải Dương hiện nay là đang có cái chính sách để hỗ trợ cho cái vùng này và chúng tôi cũng đang triển khai. Ở đây chúng tôi đã áp dụng song song hai biện pháp. Cái thứ nhất là đối với cả những cái vùng mà cần phải có một cái giấy chứng nhận để phục vụ xuất khẩu thì thị trường trong nước chúng tôi cũng đã hỗ trợ để xuất khẩu để có cái giấy chứng nhận Việt GAP. Rồi là thị trường xuất khẩu thì có cái hỗ trợ để cấp giấy chứng nhận Global GAP. Còn tại tỉnh Bắc Giang, đây là địa phương có vùng vải thiều lớn nhất cả nước. Năm 2023, tỉnh Bắc Giang có 29.700 hecta vải thiều, tổng sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn. Thời gian thu hoạch dự kiến vào cuối tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2023. Vải thiều Bắc Giang hiện trở thành thương hiệu nổi tiếng, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Bắc Giang nhất quán quan điểm, lấy chất lượng vượt trội, đặc trưng riêng có, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc và làm chỗ đứng vững bền trên thị trường trong và ngoài nước. Vì vậy, hiện khâu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tích cực đàm phán với các thị trường, phối hợp chuẩn bị từ thu hoạch, bảo quản, vận chuyển đang được đẩy mạnh nhằm đảm bảo một vụ mùa tiêu thụ vải thành công. Bên doanh nghiệp chúng tôi là sẽ theo sát các nhà vườn từ khâu tưới nước đến khâu chăm sóc, bón phân, rồi thì thuốc bảo vệ thực vật trong khuôn khổ cho phép. Trong khi cả khi thu hoạch vào cái thời điểm mà tốt nhất để cho cái quả còn giữ lại được chất và lượng và mẫu mã. Năm nay mùa vụ vải là một cái mùa vụ mà chúng tôi nhận định là sẽ có nhiều biến động. Chúng tôi vẫn đang thực hiện các cái tổ hợp giải pháp đồng bộ từ câu chuyện là kết nối với thị trường tiêu thụ trước. Đấy sẽ là cái cơ sở mà chắc chắn nhất khi mà chúng ta đã có được những cái hợp đồng cũng như là cái giá trị đặt cọc từ phía khách hàng để có cơ sở tổ chức sản xuất và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Căn cứ trên các cái hợp đồng đó thì chúng tôi quay ngược trở lại làm việc với các cái hộ nông dân cũng như là các cái hợp tác xã để có cơ sở là liên kết và chuẩn bị trước cho những cái vùng nguyên liệu đủ tiêu chuẩn và yêu cầu của công ty. Sau đó thì đấy là một cái sự đồng bộ từ kế hoạch mua nguyên vật liệu cho đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. Và đó là cái cơ sở vững chắc nhất để đảm bảo được cái tính ổn định từ giá thành cho đến sản lượng và cái tính cam kết đối với thị trường cũng như là khách hàng. Đa dạng hóa thị trường song song với giữ vững thị trường trong nước là phương châm trong chiến lược tiêu thụ vải năm nay. Ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng đã triển khai công tác xúc tiến thương mại, nhanh chóng xây dựng kế hoạch và đã triển khai nhiều hoạt động kết nối với các tỉnh, thành phố, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá chất lượng, sản lượng vải. Hiện tại, các hoạt động xúc tiến thương mại đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chủ động kết nối, tìm kiếm được một số thị trường. Trong đó, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, v.v.
Thị trường tiêu thụ nội địa là các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho cái việc tiêu thụ vải thiều thành công tốt đẹp của năm 2023 thì Bắc Giang đã hết sức chú trọng, sớm chỉ đạo các sở ngành quan tâm vào hai thị trường quan trọng, đó là một là thị trường tiêu thụ trong nước. Đây là thị trường mà chúng tôi cũng xác định là một thị trường đảm bảo cái sự ổn định bền vững. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục quan tâm đến cái thị trường xuất khẩu. Và năm nay thì sẽ chú trọng đa dạng các cái thị trường xuất khẩu. Ngoài cái thị trường truyền thống chiếm cái sản lượng khá lớn như thị trường Trung Quốc, thì chúng tôi tiếp tục quan tâm các thị trường đòi các chất lượng cao như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Kênh phân phối truyền thống của chúng tôi là thường là thị trường Trung Quốc. Thế và chúng tôi cũng chú trọng cái việc tiêu thụ trong nước, đặc biệt là chú trọng trên cái hệ thống về các siêu thị lớn này, rồi những cái tỉnh thành, và cũng có tập trung những cái công tác xúc tiến thương mại ở những cái khu vực cửa khẩu. Nay thì cái việc mà đa dạng hóa các cái kênh phân phối thì rất là quan trọng. Với quyết tâm của chính quyền và doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành của cơ quan liên quan trong hoạt động xúc tiến thương mại, tin tưởng rằng niên vụ vải thiều 2023 sẽ tiếp tục thành công, khẳng định giá trị kinh tế của loại nông sản đặc sản này của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.